Kể từ 15 giờ chiều 23 tháng 11, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo Nghị định số 80 của Chính phủ. Theo đó, giá xăng RON 95 loại 3 giảm 506 đồng một lít, xuống còn 23.024 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 giảm 584 đồng một lít, xuống còn 21.690 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 605 đồng một lít, xuống còn 20.283 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 568 đồng một lít, xuống còn 20.944 đồng một lít. Chỉ riêng mặt hàng dầu mazut 180CT 3.5S tăng, nhưng mức tăng gần như không đáng kể, 15 đồng một ký. Theo Nghị định số 80, các kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào thứ năm hàng tuần, rút ngắn chu kỳ từ 10 ngày xuống còn 7 ngày một lần. Thị trường lặp lại kịch bản lao dốc trong phiên ATC khiến hàng chục mã cổ phiếu nằm sàn, chủ yếu là nhóm bất động sản và chứng khoán. Cụ thể, nhiều cổ phiếu bất động sản xây dựng giảm kịch biên như HDC, NLC, BDR, SGC, DHC, CTD, DIG, QCG, TCH. Nhiều mã giảm gần sàn như KBC giảm 6,17%, CII giảm 5,62%, SFV giảm 6,41%, VCG giảm 6,67%. Ở nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu như VIX, VCI, FTS, BSI, AGR, CTS đồng loạt giảm sàn. VND giảm 5,94%, SSI giảm 6,08%, SCM giảm 5,61%. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh, nhóm sản xuất cũng giảm sàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không cần tính toán việc khôi phục, tăng tần suất khai thác các đường bay và thời gian hoạt động tại cảng hàng không Thọ Xuân trước đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc khôi phục khai thác các đường bay đang tạm dừng giữa Thanh Hóa với các thành phố, cũng như để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Trước dịch Covid-19, các cảng hàng không đã khai thác 9 đường bay nội địa kết nối Thanh Hóa với các địa phương. Nhưng đến nay chỉ còn Vietnam Airlines và Vietjet Air khai thác đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh với tần suất 8 đến 10 chuyến một ngày. Riêng hãng hàng không Pacific Airlines chỉ khai thác các chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Còn hãng Bamboo Airways đến cuối tháng 10 thì tạm dừng khai thác và mới trở lại khai thác đường bay Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh từ giữa tháng 11 với tần suất 3 chuyến một tuần. Ngày 23 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết tàu SAT 412 đã đai dắt tàu cá mang số hiệu QNG90251TS cùng 39 ngư dân bị nạn trên biển về đến cảng Hải đoàn Biên phòng 48 ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định an toàn. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 20 tháng 11, tàu QNG90251TS do ông Nguyễn Duy Thanh ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng khi đang hành nghề tại vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì bị hỏng máy, mất chủ động trong điều kiện thời tiết xấu, sóng biển dữ dội, gió giật cấp 6. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng đã điều tàu SAT 412 đến ứng cứu. Lúc 23 giờ 20 phút ngày 21 tháng 11, tàu SAT 412 đã tiếp cận được tàu QNG90251TS triển khai các nhân viên cứu nạn. Ngày 23 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Lộc Hà triệt xóa đường dây buôn bán pháo trái phép, khởi tố 11 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ trên 3,5 tấn pháo. Khoảng đầu năm 2023, một số đối tượng đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ trên các trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn. Ban chuyên án xác định nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp từ tháng 7 2022 đến nay do Nguyễn Tuấn Anh sinh 1997, Trần Quốc Phương sinh 1995 cùng trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và Võ Ngọc Sang sinh năm 2005, trú tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cầm đầu. Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 đối tượng cầm đầu. Qua đó thu giữ trên 600 kg pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, công an huyện Lộc Hà phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng trú tại Đắk Nông, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, qua đó thu giữ gần 3 tấn pháo nổ các loại cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Các đối tượng khai nhận từ tháng 7 năm 2022, Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với một đối tượng tên Kim ở Campuchia để mua pháo, sau đó lập các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, chào bán kiếm lời. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ 14 đối tượng có liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 11 bị can về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng, thu giữ trên 3,5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại.
chiều 23 tháng 11, C04 cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều bài quảng cáo và trao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy. C04 quyết định xác lập chuyên án 123T để đấu tranh. Theo đó, C04 xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, C04 phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang các đối tượng Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt về hành vi pha trộn dùng xi lanh tiêm tinh chất chứa ma túy vào thuốc lá điện tử Empire Chill tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Qua đó thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 canh nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, đồng thời thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Bước đầu, C04 làm rõ thủ đoạn của đối tượng Lê Anh Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó lên mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, các thiết bị của thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển. Còn các đối tượng khác thì pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 6 bị can. Trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi phụ huynh học sinh cảnh báo về trường hợp người lạ mặt dụ dỗ học sinh trước cổng trường. Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại cổng sau trường trung học cơ sở Tô Ngọc Vân, quận 12, nơi học sinh trường tiểu học Hà Huy Giáp đang học tạm, thì có một người phụ nữ bịt kính mặt đi xe máy gọi một học sinh lớp 5 của trường lại và dúi vào tay 20.000 đồng với lý do cho tiền ăn sáng. Sau đó học sinh đi vào lớp đưa tiền cho giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo dùng cồn xịt khuẩn bỏ vào thùng rác, nhưng một lúc sau thì cô giáo có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn ngủ.